Thành ủy thành phố Thủ Đức vừa tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã xây dựng và ra mắt 398 không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có nhiều mô hình, cách làm phong phú, sáng tạo, lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh như xây dựng chuyên trang không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên bản tin thành phố Thủ Đức và chuyên mục không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên chuyên trang điện tử thành phố Thủ Đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tuyên truyền, giới thiệu các tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đơn vị đã chia sẻ cách làm của đơn vị mình trong xây dựng lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể cũng như phù hợp với điều kiện của địa phương đơn vị mình. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải đa dạng các hình thức, cách thức thể hiện được tính hiệu quả, lâu dài, thu hút và thuyết phục được nhân dân. Đồng chí yêu cầu việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Thủ Đức phải đồng bộ về cả văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể và trên không gian mạng.